vô trả 5 ngàn thôi không sao hết. Lấy cái máy đen. Rồi nhưng giờ nấu bánh chưng. Giờ tới nồi nấu bánh chưng anh em. Chiên tôi cái nồi ngoài đó vô. Đó, bây giờ chiên cái nồi đó vô giùm tôi đi. Cầm nó nóng, bữa nay ai cầm nó nóng. Đứng lên con, đứng lên. Con có ôm tay bà hai, ôm tay bà hai. Đó. Anh nhí tôi. Khó lên, khó lên nhiều. Đó, khó lên. Anh kia làm xong là mình. Được không? Đó, nắng sẹt đó. Rồi, tuyệt vời đó. Anh em cố lên cái nền nó mới thấy nắng sẹt nha. Khó lượt tuyệt vời đó. Nói như đây là nói. Rồi, được chưa? Còn thấy ăn thì ta chỉ đi thổi nổi thấy không? Luôn. Ủa rồi, đang về đâu ăn được không? À, hai luôn lại chút này. Đều luôn, cái chụp lại đây, cầm thẳng ra. Chờ tới con ơi, chờ tới con ơi. Con tùy con. Đó, đó, bà hai quay qua ông cháu hôn cái bà. Sao còn lá phan gì trời? Không mình con là lá phan nhỏ thôi. Chị chụp xong cho chị khơi ấy cho em né cho em coi. Ồ, khó vậy đó. Rồi có nắng đây. Bao nhiêu nước nó tạt. Đợi tạt đây tạt nước lên. Thì bằng đây, xin bằng đây. Tắm nha. Tạt đây tạt nha. Ừ, mặn lên, mặn lên. Cung xuống. Lạnh. Cười con. Lạnh lên. Lên đứng lên cả nhà. Hai bà cháu nha. Bà cháu khi dẫn đi cháu nha. Rồi. Đó. Thank you.
chỉnh nhiều điểm đi, chuyển qua nhiều điểm đi. Chị chuyển qua nhiều điểm. Ông đợi phút đi. Ai xếp cờ, ai xếp cờ, ai xếp cờ, ai xếp cờ, nước cờ mỹ đi. Chiếu đi, chiếu đi. Rồi, chiếu đi. Chiếu đi. Tôi đã cắm rồi nha.
Nhưng mà anh Hòa chưa thể hiện cái nét cái đẹp của cái câu cô nói đâu. 2 3 Gracias.
mặt như vậy. Thì sáng giờ thực sự ra anh em sắp đạt được hai không là do chị anh. Và đi tôi đi với anh rất là nhiều lần, rất mến với anh, về đánh với anh tôi rất là mến. Và nó thật ra từ nào giờ tôi rất mến với anh, chơi rất là thoải mái, rất hòa đồng. Mình rất thoải mái luôn. Thì không, bây giờ tiếp theo là anh Hòa ha. Thì tôi sẽ giới thiệu, mang với anh giới thiệu cho mình giao em. Giới thiệu bên Cánh Bến Tre, giới thiệu đây là Nguyễn Dừa, đây là Bến Tre là Cánh Dừa, đây là Thanh Quang, đó là bà Tiến, đây là Nguyễn Tuấn, đây là Cánh Tài, đây là Nguyễn Hồng, đây là Nguyễn Dân, đây là Cánh Dừa Bến Tre, đây còn tôi khỏi giới thiệu. Anh Quang Minh, Phan Minh, Nguyễn Cường, Châu Sầm A Châu, rồi đây là Minh Nhật, em Anh Tùng, rồi đây là anh em Điền Nhan và tôi là Duy Anh. Xin cho và hỏi đây chung và anh Ly. Đây những bạn trên đây là ai có đi cũng luôn cho em. Mình ăn xong mình nhậu xong rồi mình về mình chút nữa chạy ra nha. Anh Hòa nhưng mà em gọi là Kali. Ai đây, cái máy nó đừng được rồi đây, cho anh nhậu bên đây Hạ không? Hạ thì không đây.